Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 8, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc tuần lễ ASEAN Trung Quốc 2024 diễn ra tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Với chủ đề quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc đạt đến sự thịnh vượng thông qua đổi mới sáng tạo, khai mạc tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024 đã thu hút sự tham dự của Phó Tổng Thư ký ASEAN Naraya Soebrapto, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Kham Bay Đam Lát, Tỉnh trưởng Sơn Tây Kim Tương Quân, các quan chức chính phủ, đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc. Tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024 là một sự kiện quan trọng trong năm ASEAN-Trung Quốc về giao lưu nhân dân 2024 đã được các nhà lãnh đạo hai bên chính thức công bố vào năm 2023. Với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Trung Quốc-ASEAN đã trở thành hình mẫu thành công và năng động hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông qua các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hai bên. Sau lễ khai mạc, đại biểu các nước ASEAN và Trung Quốc đã tham dự phiên đối thoại cấp cao với chủ đề quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc. Trong khuôn khổ tuần lễ ASEAN-Trung Quốc 2024, đoàn đại biểu Việt Nam còn tham dự nhiều hoạt động như lễ công bố liên hoan văn hóa ASEAN-Trung Quốc, lễ công bố nền tảng du lịch xuất nhập khẩu ASEAN-Trung Quốc, lễ công bố linh vật biểu trưng của Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, hội thảo giao lưu ASEAN-Trung Quốc Sơn Tây về văn hóa, du lịch và phát triển thanh niên. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long đang quá tải bệnh nhân lọc thận, đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khai trương với quy mô lớn và công nghệ hiện đại. Đây là sự kiện mang ý nghĩa đối với các bệnh nhân suy thận mạn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hiện có 20 máy lọc, trong đó 2 máy công suất lớn, 18 máy công suất trung bình, công nghệ hiện đại. Với phương châm chăm sóc toàn diện và hiệu quả, đơn vị thận nhân tạo Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ chuyên khám điều trị, lọc máu định kỳ và cấp cứu cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, suy thận cấp và nhiều vấn đề thận khác. Việc đưa vào hoạt động đơn vị lọc thận nhân tạo mang đến niềm vui cho người bệnh thận mãn tính vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đáp ứng nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Nhân dịp này, bệnh viện cũng khai trương và giới thiệu mô hình du lịch sức khỏe kết hợp thăm khám và điều trị bệnh. Diễn đàn Nông nghiệp 2024 tại Cần Thơ, các chuyên gia đã xác định sản xuất nông nghiệp 4.0 những năm gần đây và nông nghiệp 5.0 đang manh nha đều hướng đến hai mục tiêu xanh hóa và hiện đại hóa nền nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ 5.0 với khoa học kỹ thuật hiện đại song hành với người sản xuất tạo ra những sản phẩm nông sản đa giá trị cho nền nông nghiệp bền vững. Trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp nước ta có sự chuyển mình mạnh mẽ từ công nghệ số nền tảng như AI, Big Data, IoT. Tuy nhiên, áp lực từ yêu cầu thực tiễn đòi hỏi ngành nông nghiệp phải ứng dụng công nghệ cao, tối ưu và thông minh hơn từ công nghệ 5.0 để giải quyết bài toán chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thực chất, công nghệ 5.0 là phiên bản nâng cấp của công nghệ 4.0 trong bối cảnh đặc biệt. Những tác động công nghệ 4.0 như AI, IoT, Blockchain khuyến khích sự tương tác giữa các vật với nhau, giữa các máy với nhau thì công nghệ 5.0 tập trung vào sự hợp tác giữa con người và máy móc, qua đó nâng cao kỹ năng của người nông dân, công nhân, cung cấp giá trị gia tăng trong sản xuất, dẫn đến tùy biến và cá nhân hóa các sản phẩm hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, thêm một kỳ Olympic nữa, thể thao Việt Nam khép lại hành trình mà không có tấm huy chương nào. Áp lực là điều khó tránh khỏi khi so sánh với những quốc gia khác trong khu vực. Đây là bài học để ngành thể thao Việt Nam nhìn nhận và đánh giá lại sự đầu tư cũng như chiến lược xây dựng và chuẩn bị một hành trang vững chắc hơn cho những kỳ Olympic tiếp theo cũng như các sân chơi mang tầm quốc tế. Theo đánh giá từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, việc đoàn Việt Nam không giành được tấm huy chương nào tại kỳ đại hội năm nay là kết quả không như mong muốn và để lại nhiều tiếc nuối. Trong đó, điều tiếc nuối nhất đối với thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội lần này là cử tạ. Đây là bộ môn được kỳ vọng sẽ có nhiều huy chương tại Olympic 2024. Chúng ta bước đầu thì phải mang cái mục tiêu đến với là để bè bạn, nắm tay nhau, để đoàn kết, để khẳng định cái sự hiện diện của mình. Nhưng giai đoạn ấy đã qua rồi. Cái tinh thần Olympic bây giờ đã thấm đẫm đến cái mức là chúng ta đến để vượt qua mình, vượt qua cả đối phương để giành chiến thắng. Thể thao bây giờ không phải chỉ mang cái huy chương,
mà mang đến danh dự, mà mang đến cả những cái lợi ích khác ngoài thể thao. Cùng với cử tạ, phần nào là bắn súng. Từ lâu nay, bắn súng đã được xem là trọng điểm đầu tư cho Olympic của thể thao Việt Nam. Không cần phải kể nhiều, chỉ riêng việc Hoàng Xuân Vinh giành một huy chương vàng, một huy chương bạc tại Olympic 2016 đã cho thấy vị trí quan trọng của môn bắn súng trong làng thể thao thành tích cao Việt Nam. Và đến gần đây nhất là thành tích đáng ghi nhận của Trịnh Thu Vinh tại Olympic 2024. Khi đã khẳng định rõ trọng điểm đầu tư của đấu trường Olympic, thì vấn đề còn lại là sự đầu tư, định hướng. Đó là sự định hướng để có nhiều địa phương phát triển tốt các bộ môn thế mạnh. Đó còn là sự bảo đảm vận động viên luôn được trang bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất. Nếu không, sẽ lại có cảnh vận động viên chán nản, chia tay bộ môn khi thiếu nhiều trang thiết bị tập luyện. Bây giờ đi lên Olympic nó khó lắm. Tìm cái chơi lượng với sức bền. Chúng ta phải tính những cái môn mà người Việt Nam không cần thể hình thật ghê gớm vẫn có thể đạt được do độ khéo léo. Dự thảo chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do ngành thể thao xây dựng có đề cập đến mục tiêu ít nhất từ 25 đến 30 vận động viên vượt qua vòng loại Olympic năm 2028. Trong giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2045, có vận động viên giành được huy chương tại Olympic. Để thực hiện hóa mục tiêu cấp bách, cần có những bước đi mang tính đột phá và nguồn lực phù hợp, chuẩn bị cho những nền tảng cú hích lớn giúp các động viên chinh chiến tại các giải đấu trong khu vực và quốc tế.